lối thoát khẩn cấp có lẽ sẽ là hướng này. Không biết là họ có thoát được hết không? Cửa của tầng hầm mở rồi, mọi người chú ý. Tất cả hãy chạy lên phi thuyền mau. Nhanh lên anh bạn, đừng bắn nữa. Kỳ thật, đừng buông tay ra. Chỉ còn từng này người thôi sao? Đúng vậy. Vậy là toàn bộ mọi người đã không qua khỏi sao? Chúng tôi bị bao vây, sau đó thì mọi người đã... Hồi không, các anh em. Còn sót một đứa của tộc Đơ Jin nè. Đòn tấn công đó tới từ đầu thế. Bắt được rồi nhé. Buông tao ra con chó. Còn cố bắn phát nữa à? Anh không sao chứ? Tôi không sao. Tất cả hãy vào tầng hầm mau. Đây chờ chết sao? Tại sao cửa lại mở ra? Biểu tượng này là của sát thủ Đơ Jin Man. Cuối cùng cũng cắt được cánh cửa chết tiệt này. Chúng tới rồi. Hãy cầm lấy cục Rubik này, nó sẽ đưa các cậu tới nơi an toàn. Nào, giờ thì tới hết đây đi, tất cả bọn mày. Xông lên anh em. Mặt đất đang rung chuyển. Tiếng của The Jin Mantaten, TV Mantaten không thể làm gì sao? Đó là The Jin Woman.
và đống bom đó là trở ngại để cứu cô ấy. Hãy cứu cô ấy, điều đó sẽ giúp cho Dzin Manhattan ngừng lại. Nhất định rồi. Lại phải đi do thám, mệt ghê. Cây bút vẫn hoạt động tốt, yên tâm rồi. Ai đó? Lạ nhỉ, rõ ràng có tiếng động mà ta. Làm tí khoai không? Tao uống nước cơ. Cách quái gì thế này? Chúng ta phải đi ngay thôi. Sơ tán khẩn cấp. Anh không định đi cùng họ sao? Tôi sẽ ở lại cầm chân bọn chúng. Nên là cô cứ đi trước đi cơ lắc u bần. Vậy tôi đi đây, anh hãy cố gắng sống sót nhé. Khoan đã, có nguy hiểm. Anh nói sao? Tôi thấy cô chết trước mắt tôi. Khi nào? Ngay bây giờ. Your actions happens like clockwork. Absolutely expected from the leader of clans. Having the ability to look at the future is really scary, you know. How much? 10 seconds, I guess. Đằng kia dẫn xuống tầng hầm, cô mau chạy đi. Tôi không thể bỏ anh lại. Nghe tôi, mau lên đi, không còn thời gian đâu. Sao cậu vẫn còn ở lại cơ chứ? Không lẽ cậu định? Đúng vậy. Don't be scared, little claw. Whatever happens, your final destiny is to die anyway. I'm just here to make it faster. Ôi chúa ơi, thật được cười. Ơ, chuyện gì thế này? Cơ thể mình. Ngươi đừng nghĩ ta chịu đứng yên. Chúa ơi, cậu đang làm cái gì vậy? Đó là lý do tôi bảo cậu đừng ở lại. And I thought your race was the most dangerous. Pathetic. Ôi không, tôi đã làm gì thế này? Let's just get this over. Begin our conquest.
chúng cử quân đến cẩm chân chúng ta. Lên phi thuyền đi mọi người, có biến rồi. Sao tất cả đứng im hết vậy? It's nice to finally see some homie. We have much to discuss. I know, you're confused. I'm your large pal. Well, the future large pal for you. I'll be quick, because it's not the first time I'm doing this. Well, it might sound weird, but the leader of this community toilet for now is not even a toilet. It's a purple woman. At this time, she will attack our base soon. Everyone leaves, our chief stays, and he actually managed to defeat the purple lady. Though the problem is that she escapes after, teleported with the device on her hand. You know, before you, I asked Clockwoman to use her gun at the moment. Before Clockwoman, I asked the buff guy to destroy that purple device so she couldn't escape. And before the buff guy, when it happened for the first time, I used my last strength and sacrificed myself. The first try caused all my friends just to revive me. The second try failed worse than I could even imagine. And the third try was ridiculously interrupted by some clocks in a white suit and a talking toilet that I've never seen any of them in my whole life. I could try more. But I'm afraid as long as I'm stuck in this loop, I might reach to my limits eventually. But I believe you can change everything. Before Chief starts using his powers, you must kill him. Không, không đời nào tôi làm chuyện đó được. That lady escapes, she will hunt down every last clock. And after terminating us, she'll go for the rest. But if you kill our leader right in front of her eyes, the least thing she does is forgetting about us for a while. Putting her mind at ease. And that's what we exactly need. Having enough time to fully revive our Titan. Tự tay tôi phải giết thủ lĩnh sao? Tôi không làm được. Không đời nào. She has a counter Titan. That thing. That thing will slaughter all the other Titans. I've seen it. We need our Titan back soon. Even if that means we have to sacrifice our strongest. Our leader. Chờ đã. Tới lúc đó tôi sợ tôi không làm được thì sao? I know you say that. I could ask others for this, but there's no surprising Chief, and he already knows what's gonna happen 10 seconds later. However, you have the ability to block other clocks' powers, just with pressing that watch on your arm. Almost a useless ability against the toilets, but for such a situation, it can change everything. The blocking is temporary, but it provides enough time for you to do the job. Tại sao anh có thể nói điều đó đơn giản như vậy? Còn cảm giác của tôi sau khi giết thủ lĩnh của chính mình đó sẽ như thế nào đây? I know. I'm sorry. But in that case, I'm not asking anymore. In the right time, and in the right place, you will do the right thing. Lock the clock. Cơ thể của tôi. Theo chỉ dẫn thì nó nằm gần đây. Bọn nó đây rồi. Từ từ xem tình hình trước đã. Họ tới rồi. Thủ lĩnh đâu rồi? Anh ấy ở lại đó. Tại sao anh ấy lại làm thế? Anh ấy tính cầm chân chúng. Chúng ta phải tấn công cơ sở của lũ hacker ngay. Cậu quá đáng vừa thôi. Chuyện gì? Họ vừa mới bị mất cơ sở và cả thủ lĩnh. Tôi vô ý quá, xin lỗi nhé. Không sao, tôi sẽ đi. Vậy để tôi đưa các bạn đến đó. Gì thế nhỉ? Vậy là ổn rồi.
Tartan của chúng ta đã quay lại. Quốc gia. Này thì hack này. Lên xe đi người đẹp. Cẩn thận đằng sau cô kia. Buông tay tao ra. Để đó cho tôi xử. Tôi căm hận bọn chúng. Để tôi gắn lại cánh tay cho cô nhé. Thật kỳ diệu, tay tôi liền lại rồi nè. Ổn không, người đẹp? Tôi ổn. Ôi chú ơi, bọn nó đánh vào tận đây rồi. Chạy mau bọn mày ơi, cảm ơn nhé. Mày là ai? Đoán xem. Không thể nào có chuyện mày tiêu diệt được hết tất cả. Ông làm tốt lắm. Đã lắp bom xong rồi. Đi thôi. Bên này xong rồi. Vậy thì ra ngoài thôi. Tôi có cái này cho anh đây. Cầm cái này mà dịch chuyển mọi người cho tiện. Cái này dùng kiểu gì ta? Phía sau. Này thì ông ổn chứ? Tôi ổn. Mà ông là ai? Tiêu diệt bọn đó. Vài trưởng, sao quân đông vậy? Để tôi vẽ thêm súng nhé. Ngon, tôi yêu bạn nhiều lắm. Dứt điểm nè. Ôi vãi, ông giết cả quân mình à. Đừng có lo, tôi tô màu vào là ổn thôi. Mấy ông là ai thế? Năng lực bá đạo vậy. Bọn tôi thuộc tộc Bút Chì. Chào ông nhé. Đến lúc bật công tắc rồi. Chạy nhanh lên đi mấy ông. Tao sẽ không tha cho bọn mày đâu. Với anh người tha em. Đừng có học. Xin chào quân đồng binh. Hy vọng là chúng tôi đã tới kịp thời. Thank you. As it was predicted, G-Man Apocalypse is in their main headquarters. One last base. Skibidi Toilet Base Number 1 located. Có thể The Zin Woman cũng bị giam giữ ở đó. We believe that is where your female agent must be imprisoned. However, we must focus on our main goal. G-Man Apocalypse project cannot be allowed to succeed. Our mission is not rescue. Việc giải cứu cứ để bọn tôi lo cho.
Cảm ơn các cô. We respect your decision. Be safe, and if anything happens, we hope this can help. Cây bút này có thể giúp tôi tàng hình đúng không?